vị, chúng ta đang đến với phần tin thế giới của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 11 tháng 1. Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á đã có một phiên giao dịch ảm đạm, sắc đỏ bao phủ hầu khắp các chỉ số chính của thị trường. Khép phiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và ADX 200 của Úc mất gần 0,8%, trong khi đó Shanghai của Trung Quốc và KOSPI của Hàn Quốc cũng không khá hơn khi mất hơn 0,29 và 0,18%. Tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Toyota giảm hơn 1% sau khi giám đốc điều hành khu vực Bắc Mỹ của Toyota, ông Jim Lenz, cho biết Toyota sẽ đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ trong 5 năm tới. Ông Lenz cũng khẳng định quyết định này không bị ảnh hưởng bởi ông Trump và đây là một phần nằm trong chiến lược kinh doanh của công ty này tại Mỹ. Cổ phiếu của hãng dược phẩm Takeda Pharmaceutical cũng tăng nhẹ sau thương vụ mua lại Ariad Pharmaceutical với giá hàng tỷ đô la Mỹ. Không riêng gì Toyota, hai hãng điện tử lớn của Hàn Quốc là LG và Samsung cũng đang cân nhắc việc xây dựng các nhà máy tại Mỹ để sản xuất thiết bị gia dụng nhằm xoa dịu ông Trump. Cả hai công ty đều dự kiến công bố các kế hoạch đầu tư tại Mỹ trước ngày lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng 1 tới. Trong phiên, cổ phiếu của LG Electronics đã giảm 3,36%, còn cổ phiếu của Samsung nhích nhẹ 0,05%. Tại Trung Quốc, công bố mới nhất cho thấy lạm phát trong tháng 12 vừa qua đã tăng 2,1%, thấp hơn so với dự báo mà Reuters đưa ra trước đó là 2,3%, trong khi chỉ số giá sản xuất tăng 5,5% so với cùng kỳ. Giá sản xuất đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 2011, cho thấy nền kinh tế đang trên đường phục hồi. Thị trường dầu mỏ đã khởi sắc trở lại sau đợt giảm giá vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Đây được cho là nhờ vào những kỳ vọng về việc thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất dầu mỏ. Tuy nhiên, tâm lý hoài nghi về việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng vẫn đang bao trùm thị trường thế giới. Khép phiên, chỉ số Nasdaq tăng 0,19%, trong khi đó chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 giảm lần lượt 0,38% và 0,35%. Dẫn đầu đà giảm trong rổ tính của chỉ số S&P 500 là nhóm năng lượng và nhóm ngành tiện ích với mức giảm hơn 1%. Giá dầu của Mỹ trong phiên giao dịch đầu tuần đã giảm đến 3,76%, nguyên nhân là do việc Iraq tăng xuất khẩu và kho dự trữ của Mỹ tăng, làm giảm tác động thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Trong khi đó, sàn Nasdaq đã có một phiên giao dịch ấn tượng với Apple tăng khoảng 1%. Trong khi đó, cổ phiếu công ty dược Ariad Pharmaceutical đã tăng đến 75% sau thông báo sẽ mua lại bởi Takeda, một công ty dược phẩm hàng đầu của Nhật Bản trong một thương vụ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Đối với nhóm ngành tài chính ngân hàng, hai ông lớn của ngành ngân hàng là Bank of America và JP Morgan Chase là một trong những công ty dự kiến sẽ báo cáo trong tuần này. Ngành tài chính đã đăng một đợt tăng mạnh kể từ khi ông Donald Trump thắng cuộc bầu cử Mỹ với mức tăng 17,9%. Hiện các nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng đã chốt lời để chờ đợi mùa công bố kết quả kinh doanh quý tư năm 2016 và lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 tới. Thưa quý vị, mới đây một quản lý cấp cao của hãng ô tô Đức Volkswagen đã bị bắt do những dính líu liên quan đến vụ scandal khí thải năm 2015. Ngay trong bối cảnh đó, Volkswagen đã ra mắt dòng sản phẩm mới, xe điện mới của mình tại buổi triển lãm ô tô Detroit Auto Maker. Quản lý cấp cao của Volkswagen mới đây đã bị bắt do những cáo buộc liên quan đến scandal khí thải vào năm 2015. Trong bối cảnh đó, tại Detroit, hãng ô tô này vẫn đang nỗ lực để tránh khỏi những hậu quả từ vụ bê bối. Nhà sản xuất ô tô Đức đã ra mắt dòng sản phẩm xe hơi điện có tên là ID. Buzz tại buổi triển lãm Detroit Auto Maker. Giám đốc điều hành của Volkswagen tại khu vực Bắc Mỹ, ông Heinrich Wolkenbrand, phát biểu rằng việc ra mắt sản phẩm này sẽ giúp Volkswagen vực dậy trong năm tới. Nhờ vào những thành quả về mặt doanh số mà chúng tôi đã đạt được, tôi tin rằng tình hình kinh doanh của hãng trong năm 2017 tới sẽ rất lạc quan. Chúng tôi cam kết với thị trường Mỹ và cam kết để tăng trưởng. Nói về vụ quản lý cấp cao của hãng bị bắt, ông Heinrich cho biết ông cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi chỉ có thể nói rằng cảm thấy rất ngạc nhiên trước thông tin này. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan và với chính phủ, nên sẽ không có bình luận gì thêm. Vào tháng 9 năm 2015, Volkswagen đã thừa nhận đã cài đặt phần mềm gian lận lên hàng trăm nghìn xe ô tô chạy bằng động cơ diesel tại Mỹ. Phần mềm này giúp hãng vượt qua các đợt kiểm tra về nồng độ khí thải. Vụ bê bối này đã khiến nhà sản xuất ô tô Đức tiêu tốn 18 tỷ euro. Cựu giám đốc điều hành của hãng cũng đã tuyên bố từ chức, buộc hãng phải dừng việc bán xe động cơ diesel tại Mỹ. Sau mấy năm tại vị nhưng vẫn không thể phục hưng doanh nghiệp, nữ tướng của Yahoo CEO Marissa Mayer đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi chốt thương vụ bán mình cho Verizon. Yahoo vừa phát đi thông báo vào ngày 9 tháng 1, CEO Marissa Mayer và 5 giám đốc khác sẽ từ chức sau khi hoàn tất thương vụ Verizon mua Yahoo. Thương vụ trị giá 4,83 tỷ đô la này đang gặp rắc rối sau khi Yahoo tiết lộ thông tin 1 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc tấn công hệ thống cơ sở dữ liệu. Vụ scandal này khiến Verizon đòi hạ giá Yahoo. Chính phủ Mỹ cũng đang mở rộng điều tra vụ scandal này. Trước đó, hồi tháng 7, bà Mayer nói rằng bà dự định sẽ ở lại Yahoo cho đến sau khi thực hiện thương vụ.
Sau khi bán mình cho Verizon, công ty quản lý những mảng còn lại của Yahoo sẽ đổi tên thành Alibaba, chính thức chấm dứt cái tên Yahoo đã một thời nổi lên như đại gia Internet tiên phong trong kỷ nguyên số. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Los Angeles vẫn đang nỗ lực giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024. Theo thông tin, nếu quyền đăng cai thuộc về Los Angeles, thì sản lượng kinh tế của thành phố này sẽ tăng đến 11,2 tỷ đô la Mỹ. Theo nghiên cứu từ các tổ chức kinh tế, nếu Los Angeles được chọn làm thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè Summer Olympic 2024, sản lượng kinh tế của thành phố sẽ tăng đến 11,2 tỷ đô la Mỹ. Los Angeles, LA là một trong các ứng viên cuối cùng cho vị trí đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024. Thị trưởng thành phố này, ông Eric Garcetti cho biết, việc LA đăng cai Thế vận hội sẽ là cơ hội để có thêm nhiều nguồn thu, từ đó chi ngân sách cho những chương trình quan trọng của thành phố. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là nhờ việc tổ chức Thế vận hội, chúng ta sẽ có chi phí đầu tư trở lại, nên kinh tế sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy nhìn vào thành phố đăng quang Olympic sắp tới là Tokyo. Họ đã liên tục nhận được nguồn tài trợ lớn so với những yêu cầu được đặt ra vào kỳ Olympic trước. Thị trưởng Eric cũng tự tin rằng việc tổ chức Olympic ở LA sẽ đem lại nhiều lợi thế về chi phí tổ chức. Thành phố không cần tiêu tốn cho các khoản chi phí về xây dựng như xây dựng tuyến xe lửa từ LA đến các địa phương khác, cũng không cần xây dựng hệ thống giao thông công cộng và cho rằng Olympic phải chi trả cho nó. Quyết định cuối cùng về việc thành phố nào đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ được quyết định ở Lima, Peru vào tháng 9 năm 2017.